Alo chị ạ. Em Rồi, ơi. em hẹn chị 8 giờ 15 bởi vì 9 giờ của lớp. Thế à? Ừ, chị định Vâng. nghe thành 8 giờ thì chị định nghe thành 8 giờ 30 Thôi không sao. Được rồi, để em thử nhắn bạn ấy lùi 15 phút xem thế nào. Ken cứ vào, em thấy Ken đang vào rồi. Nhá chị chứ. nhá. Ừ Vâng, rồi. vâng, vâng. Ừ, chị sorry, Vâng, chị không lại không sao. biết là sức khỏe Vâng, không. vâng, vâng ạ. Hello Ken. Hello. Ok, mình làm bài kiểm tra nhá. Nghe. Ok. Rồi. Nào, cô chia sẻ màn hình cho Ken này. Nhìn thấy mặt hình đâu? Chả nhìn thấy màn hình đâu. Thế ôn tập chưa? Chuẩn bị cho cô này. À, trong lúc mà cô mở đề lên thì chuẩn bị cho cô này, giấy này và bút. Giấy và bút hay ơi, chuẩn bị giấy và bút đi. Mẹ đang chuẩn bị. Ok, được rồi. Nào, phần bài kiểm tra của mình thì sẽ có 3 phần này. Nghe này, đọc hiểu. Được chưa? Và nói. Được chưa? Phần nghe và đọc hiểu thì con sẽ, bài thứ nhất nghe là nối thì con sẽ viết trên màn hình. Được chưa? Bài số 2 thì con sẽ viết đáp án vào giấy. Được chưa? Sang phần đọc hiểu thì con sẽ viết toàn bộ đáp án vào giấy cho cô. Được chưa nào? Bởi vì cô đang, nó đang tải, thế nên là mình sẽ làm phần đọc hiểu trước, rồi sau đấy mình mới làm phần nghe nhá. Được chưa? Để đỡ tốn thời gian. Vâng. Ok, nào, mình sẽ làm phần số 2 là phần đọc hiểu và viết trước. Được chưa? Ok, bài này, bài số 3 này. Look and read. Put the tick or cross in the box. Đánh dấu tick hoặc là dấu cross vào chỗ trống. Bài này Ken có thể làm trực tiếp trên màn hình, cô chụp lại cũng được. Hoặc là viết vào giấy, tùy con. Được chưa? Ken thích làm kiểu gì? Thích đánh dấu tích với dấu cross trên màn hình hay là viết vào giấy? Con viết vào Viết vào màn hình. màn hình. Ok, rồi, con anh con làm đi, làm nhanh nào. Con Làm nhanh lên bởi vì mình sẽ chỉ có thời gian làm xin trong vòng 45 phút thôi đấy. Con làm đi. Ok, xong chưa nào, để cô chụp ảnh lại màn hình nào. rồi. Ok, đợi cô chút. Được rồi, tiếp tục này. Làm rất nhanh đấy. Bài số 2. Bài này là nhìn và đọc, sau đó là điền yes hoặc là no. Câu nào mà đúng với bức tranh thì con điền là yes. Câu nào sai với bức tranh thì con sẽ điền là no. Được chưa? Tùy con có thể viết trên màn hình và con viết vào giấy. Con viết trên màn hình đúng không? Ok, thế thì con chỉ Để cần giấy. ghi là I hoặc N thôi, nếu mà con viết trên bàn này. Mình ghi vào mé này nhé. Đấy, học cái con mé này này. À, đừng đừng đừng. Rồi, đây là mẹ ví dụ như Rồi, thế. viết đi con, nhanh Ví dụ lên. con thích khi đáp án của N ở nông thì con viết thành N thôi. Thế nên con thích viết trên bàn thì con viết Two trên giấy thì people. đọc thật là kỹ, dịch đối chiếu với bức tranh. Cẩn thận nhá. Tự làm nhá. Làm xem nào. Thế đi con, làm đọc kỹ để bài xem làm không? Tập quá.
Finished? You have finished? Very good. Nào, chụp ảnh màn hình nha. Ok, tiếp tục. Bài tiếp theo này. Ok, mình sẽ đến phần speaking trước nhé. Làm nhanh quá thể luôn. Ok, so look at the picture and answer my questions. So what is this, Ken? What is this? A fish. It is a fish, right? 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 Okay. Do you eat fish? Do you eat fish? I don't like eat fish. No. You don't answer the right answer. The question is, do you eat fish? Yes, I do. Very good. That's the correct answer. Number three, what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Không không biết. Okay. Now, what do you eat? Eat là ăn, bạn ăn gì? For breakfast. Breakfast là gì nhỉ? Mì tôm. Ủa, không phải mì tôm, là bữa sáng. Được chưa? Breakfast là ăn sáng, là bữa sáng. Thế con ăn gì cho bữa sáng? What do you eat for breakfast? Mì tôm. Con em không biết mì tôm tiếng Anh là gì. Okay, then noodles. Noodles. Okay. Next, what are these? What are these? It's an eye. Eyes. Very good. So what color are your eyes? What color are your eyes? What color? White and what? What color? Brown.
Brown. Very good. So do you wear glasses? Do you wear glasses? do. Yes, very good. Rất tốt. Okay, so what can you see in the picture? What can you see in the picture, Nguyên? I see the man The man, and woman the woman, and two baby two babies, and one monkey. and Three pineapple. pineapple. Orange. Next, quả nho là gì? And Vừa học sáng nay xong. Quả nho là gì? Grapes. Tiếp, quả cam. Quả cam. con không phải đếm nữa, đếm đến Con trả lời theo cô rồi. Quả cam là gì? and two Watermelon. Hoa. Hoa. the flower. Flower. I see the iPhone and handbag. Handbag. Very good. So what are these? What are these? You don't know? And can bring watermelon. No, it's a Gì border. They are borders. Water border. What? Chai nước, What được chưa? Water border. Được chưa? Okay, next. What are these? brain Bread. Very good. and dog. The door. So, Very good. So, is the door opened or closed? Is the door open or closed? Open. Very good. The thought. So, where is the monkey? Where is the monkey? down. What? Under. Under what? It is on the floor. Nó trên sàn nhà. Chúng ta sẽ có cụm từ là on the floor. Được chưa? Đọc cho cô. On the floor. On Floor. Okay, it's on the floor. the Is the flowers are. flower are in the tables. In the table, not in the table. In là bên trong cơ mà, vừa học sáng xong. Phải là on the table. The Very good. Okay, very good. So what color is the man's hair? What color? is black and It's black. woman hair is the Is it black? Is it black? It's not black. It's not black. Brown. Brown. So what color brown. is the worst man's hair? What color? Yellow. Yellow. So do you like The monkey. the monkey? Yes. Okay, so do you like watermelon? Do you like watermelon? I like. Yeah, you Yes, like? I do. Very good. Okay. Khá là tốt đấy. Ok, cô thấy bài kiểm tra cũng không khó đâu ha. Nào, con phát ra vào lại cho cô nhé. Phát ra vào lại cho cô. Để mình làm nốt bài nghe.